Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị và các bạn, một vụ sạt lở núi nghiêm trọng do mưa lớn liên tiếp nhiều ngày đã xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng nay ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Theo thông tin ban đầu, đã có 2 nạn nhân tử vong. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp tục tìm kiếm ít nhất 2 nạn nhân mắc kẹt trong hàng ngàn khối đất đá. Tại hiện trường, hàng ngàn mét khối đất đá đã vùi lấp, làm sập hoàn toàn 6 nhà dân tại chân núi Xanh, thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Các hộ dân cho hay, bắt đầu từ 12 giờ đêm, nghe tiếng đất đá rơi, một số người đã kịp ra ngoài thoát thân. Đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng, một tảng núi đã đổ sầm xuống, vùi lấp ít nhất 4 người khi đang ngủ. Ngay sau sự việc xảy ra, tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ, lực lượng cứu hộ tại chỗ và hàng chục phương tiện đến cứu nạn. Có 3 người đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đến khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 thi thể nạn nhân là hai bà cháu Phan Thị Cư, sinh năm 1958 và Lê Anh Khang, sinh năm 2012, đến nhà tang lễ bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thì trong đêm á thì nói chung là cũng không có phòng được. Khi lũ núi nó đè xuống thì nó lấp nguyên nhà luôn. Nhà bên cạnh đổ hết đè lên gia đình nhà tôi. Hiện tại bây giờ thì tất cả gia đình tôi đều được đưa đi cấp cứu, nhưng mà bố tôi thì đang mổ đầu, bị giống như chấn thương đầu vậy á, cho nên chưa biết cái gì. Còn xung quanh thì cũng có một số nhà cũng không còn cái gì nữa hết á. Mới tính qua thì thấy có 2 người chết, thiệt 2 người thì chưa tìm ra. Hôm qua cái khu vực này thì xã cũng đã cắm cái biển cấm, tức là khu vực gây sạt lở gây nguy hiểm, gây mọi người dân chú ý. Thì chiều hôm qua, trưa hôm qua đấy thì dân xã lại tiếp tục đến kiểm tra và gây là cắm tiếp một lần nữa và vận động gây người dân gây là di rời khỏi khu vực. Thì tổng số là 30 nhân khẩu, thì cơ bản là các hộ là đã di chuyển trưa hôm qua và tối hôm qua, có một số thì gây là không ở và đi từ trưa hôm qua cơ. Thì số còn lại thì chỉ là mắc kẹt. Đến khoảng 9 giờ sáng nay, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm ít nhất 2 nạn nhân được xác định là 2 mẹ con vẫn còn đang bị chôn vùi trong đống đất đá. Danh tính được xác định ban đầu là bà Phạm Thị Hoa, sinh năm 1973 và em Phạm Cao Sang, sinh năm 1998. Do địa hình hiểm trở, thời tiết xấu, nguy cơ sạt lở núi phức tạp nên công tác cứu hộ rất khó khăn. Các cái loại phương tiện cứu nạn cứu hộ chuyên dụng, đường rất nhỏ, không thể tiếp cận vào hiện trường. Hai nữa là vụ việc xảy ra vào ban đêm, các cái thiết bị chiếu sáng lớn của cảnh sát phòng cháy cũng không đưa vào được, chủ yếu sử dụng đèn pin cũng như các cái phương tiện thiết bị chiếu sáng nhỏ khác, do đó là cái công tác cứu nạn rất là. Ngay sau tai nạn xảy ra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Nha Trang đã có mặt kịp thời chỉ huy công tác cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tập trung cứu hộ, sơ cấp cứu những người bị thương, hỗ trợ thiệt hại ban đầu cho các gia đình nạn nhân. Tỉnh cũng đã yêu cầu là thành phố Nha Trang khẩn trương tiến hành là hỗ trợ kiểm tra những thiệt hại để hỗ trợ bà con, và các lực lượng chức năng sẽ tập trung sau khi giải quyết cái cấp cứu xong thì cũng sẽ hỗ trợ bà con khắc phục lại cái tình trạng hư hỏng nhà cửa và đảm bảo cái đời sống bà con. Là tỉnh cũng sẽ hợp với ban chỉ đạo các cấp để sau vụ việc này, sau cái đợt này sẽ có cái rút kinh nghiệm nghiêm túc vấn đề này để có cái chỉ đạo quyết liệt hơn. Theo chính quyền xã Phước Đồng, khu vực chân núi Xanh có khoảng 30 hộ dân sinh sống. Những năm trước vào mùa mưa cũng từng xảy ra sạt lở. Tuy nhiên cả chính quyền và người dân nơi đây không lường được hậu quả sạt lở nghiêm trọng như lần này. Và điều đáng nói, đây không phải là vụ sạt lở đất núi đầu tiên ở Khánh Hòa trong đợt mưa lũ vừa qua. Trước tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng nguy hiểm, kiên quyết cưỡng chế di dời đến nơi an toàn. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này vẫn còn ít nhất 2 mẹ con đang mất tích. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân xấu số trong đống đất đá. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ tai nạn thương tâm này trong các bản tin gần nhất. Sau khi xảy ra vụ sạt lở tại xã Phước Đồng, Nha Trang, các nạn nhân đã được chuyển ngay vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vào lúc 3 giờ sáng nay. Đã có 3 nạn nhân được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện, gồm Trần Thị Thu Sương, 30 tuổi, Lê Anh Phan, 45 tuổi và Nguyễn Kim Sinh, 61 tuổi. Theo các bác sĩ, khi tiếp nhận các nạn nhân trong tình trạng tỉnh táo nhưng bị đa chấn thương tại vùng đầu, ngực và tay chân. Nhận thấy các vết thương rất phức tạp, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn để có phương án chữa trị kịp thời.
hai bệnh nhân bị chấn thương nặng đã được chuyển đến phòng mổ cấp cứu ngay trong sáng nay. Nạn nhân còn lại nhẹ hơn được các bác sĩ phẫu thuật không vết thương tại phòng cấp cứu. Hiện bệnh viện đã nắm thông tin sẽ có thêm nạn nhân được chuyển đến cấp cứu, do đó đã chuẩn bị trang thiết bị, tập trung toàn lực để cứu chữa kịp thời cho các nạn nhân. Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 27 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng nay lãnh đạo huyện Vạn Ninh, lực lượng vũ trang và các cơ quan ban ngành đoàn thể đã đến dân hương đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Hòa, Vạn Ninh. Tại lễ viếng, các đồng chí lãnh đạo huyện Vạn Ninh dành một phút mặc niệm nhằm tỏ lòng thành kính, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Những người con ưu tú của Vạn Ninh đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ vì nền độc lập tự do của dân tộc. Sau lễ viếng, các đại biểu đã thắp hương trên từng phần mộ liệt sĩ và đặt vòng hoa dân hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Vạn Ninh. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang chiều qua đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật 37 đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự thành phố qua các thời kỳ. Tại đây, lãnh đạo đơn vị đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2016, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và trao tận tay các phần quà ý nghĩa đến các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, mong muốn các đồng chí tiếp tục cống hiến, đóng góp trí tuệ, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố ngày càng tinh nhuệ, hiện đại và phát triển. Liên đoàn Lao động tỉnh sáng nay đã đến thăm hỏi và tặng quà cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang, Trường Quân sự tỉnh, Nhà máy Z753, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đoàn đã gửi những bó hoa tươi thắm và tặng quà cho các đơn vị, động viên mong muốn cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đây là hoạt động truyền thống hàng năm của Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm phát huy truyền thống yêu nước, nâng cao tình cảm của cán bộ, công nhân, viên chức đối với các lực lượng vũ trang. Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố và vinh danh các nghề truyền thống, làng nghề truyền thống năm 2016. Đợt này có 11 nghề làng nghề được tỉnh công nhận, gồm nghề gốm ở thôn Trung Dõng, xã Vạn Bình, dệt chiếu cói ở tổ dân phố Mỹ Trạch, phường Ninh Hà, nghề dệt chiếu cói xã Vĩnh Thái, nghề gốm Lư Cấm Ngọc Hiệp, nghề đúc đồng Phú Lộc, thị trấn Diên Khánh. Các làng nghề được công nhận là làng nghề soi trầm hương thôn Phú Hội 1, xã Vạn Thắng, làng nghề trồng hoa cúc tổ dân phố Phong Phú 2, Ninh Giang, làng nghề đan giỏ cần xé thôn Suối Cát, xã Cam Hiệp Nam, nghề chế tác đá mỹ nghệ tổ dân phố Phong Phú 1, Ninh Giang, Ninh Hòa được tỉnh công nhận là nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống. Việc công nhận các nghề truyền thống, làng nghề truyền thống nhằm ghi nhận tôn vinh đóng góp của các làng nghề, khuyến khích người dân khôi phục nghề truyền thống và phát triển sản xuất. Sáng nay, Chi cục Thủy sản Khánh Hòa đã tổ chức tập huấn hướng dẫn các chính sách hỗ trợ ngư dân. 120 bà con ngư dân đã đến tham gia buổi tập huấn này. Đại diện ngành thủy sản đã trao đổi, cung cấp thêm một số nội dung của Nghị định 67, Quyết định 47 về thí điểm chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư. Các vấn đề liên quan đến công tác đăng ký, đăng kiểm, đóng mới tàu cá và một số yêu cầu điều kiện bồi thường bảo hiểm. Đồng thời, ngành chức năng còn thảo luận tìm giải pháp kết nối thông tin khi bà con hoạt động đánh bắt trên vùng biển xa. Cũng tại buổi tập huấn, đại diện chi cục thủy sản và đơn vị thu mua đã tổng kết chuỗi khai thác thu mua chế biến tiêu thụ cá ngừ đại dương năm 2016 và trao thưởng cho các chủ tàu đạt sản lượng và chất lượng cá ngừ đợt 2. Huyện Thái Sơn hôm qua đã tổ chức hội nghị đề ra phương hướng nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017. Năm 2016, bằng các tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã xử phạt 733 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Toàn huyện xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết một người và bị thương một người, không tăng so với năm 2015. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè vẫn xảy ra tại các xã thị trấn. Một số hộ dân vẫn sử dụng xe ba bánh tự chế để vận chuyển hàng hóa. Công tác duy tu sửa chữa hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện còn hạn chế. Chương trình Thời sự Khánh Hòa trưa nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.